mốt mới làm ở đó ông chủ đó. Tại nhà chắc là chục năm hả? Trời ơi, không nhớ không? Vũ anh đang đi coi nhà. Chị có bán cái gì không chị? Bán cái gì? 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 Bán cái sắp phát triển. Cái này gọi là sao bút chê. Mà ở bên cái bên này ở Florida đó có một loại sao bút chê gọi là sao bút tê. Thì cái sao bút tê là nó bự như nè. Sao bút tê thì chút xíu nó ảnh dẫn thì là cái vườn sao bút tê. Cái lá sao bút tê nó giống như cái trái sim vậy đó. Còn đây là sao bút chê, cái lá nhỏ của người Việt Nam mình. À, nếu mà mấy chị mà coi cái clip trước đó mà thấy sao bút tê nó bự như nè thì hôm mình sẽ làm một cái sao bút tê. Ở đây là quay giờ đây. Cái gì? Đây là cái nhà. Nó có bông mà. Gọi là quay vô. Cây đinh lăng à, nhớ luôn hả?
anh Kiệt dường ở đâu, anh Kiệt là dường ở đâu. Ok, chúc anh chị, ok, đây là cái sân chơi mình đã học. Anh Hải từ giờ anh Hải của thế giới biết là trái cốc này ăn cái vị lên sao nha. Ôi,
phải thử trái phải. Đây là người nhà mới được nha, chứ người ngoài đường là tao không cho đâu á. Cắt cành gì luôn đó. Cắt cành là lấy nhé, là lao. Phải thử trái gì vậy? Sao thử. Trái có thấy bứng cây rồi chi cây vô được không trời? Được, mà biết về trồng được hay không không biết. No, đỏ hả? Rõ đỏ trắng. 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 Đỏ mới ngon. Không hả? Rồi. Đỏ thì anh Hải rất là hiếm mới gặp không hẹn mà được chia vô. Đúng rồi đó. Nhưng mà không hẹn mà anh em mình gặp mặt ha. Đó là luôn. Hẹn mười mấy năm mà không được đi chơi chung với nhau mà cái này mà không hẹn mà lại gặp. Mà không đi gặp mà đi ở đây cây chung với nhau. Tức là người ta anh Kiệt, tức là người ta nói là cũng như là nói trước bước không tới. Rồi ăn xong mà trả cho em chén muối chứ. Nó cầm chén muối cái đi luôn rồi đó. Nắng 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 có được tặng nổi nữa chứ. Có cái gì đó mà chén muối luôn. Đó, ăn cốc có được tặng nổi luôn đó. Quá trời đẹp luôn. Này cốc quá trời cháy. Đó là cái lá sâm á. Cái sâm. Lá sâm mà để mình làm sâm đó bên Việt Nam phải không? Thì đây hồi nãy giờ mấy chị của mình với mấy chị của mình ăn bây giờ tới mình ăn nha. Đông ngót kìa. Cây đông ngót kìa. Đây là cái mùi này nè. Phải không? Nó ngon quá. Rồi. Cái gì chua chua mà nó cay cay, nó ngọt ngọt chua hả? Cậu bạn ăn thử cái trái này ngon lắm nè cậu bạn. Cậu bạn ăn thử đi. Không muốn mà sợ gì. Chị Bình. Thử đi chị Bình. Thử đi ngon nè. Đó, trong nhà. Cầm cái cốc không? Quay lại vô. Chị Bình thử không chị Bình? Đây chị Bình của em hành đến đây chị Bình. Ăn chưa? Thử chát chưa? Cầm chén nè. Cốc tươi lắm anh, vừa ngon lắm anh, vừa ngon. Đây là bà con cơ sinh. Mình kêu anh nhờ ba con chưa là con hai. Em có biết không, bà con cô cậu không hẹn mà gặp. Mấy năm rồi hẹn hoài mà không đi chơi chung với nhau. Tình cờ, tự nhiên gặp nhau mà em đến nhau đi ăn cốc, đi ăn ổi, em đi chơi, biết thử vô thôi. Này đặc sản đó kìa. Không. Ồ đặc sản rồi. Ngon muối ngon hơn. Cái trái này cay lắm nha quý. Ăn chưa? Ăn chưa? Hai cái đó nè. Hai cái tầng đó nữa là không, tại vì mình đi mùa này là không phải là mùa nhãn, chứ mình vô mùa nhãn là một rừng nhãn luôn. Tha hồ mà chị nhúc em là ăn nhãn. Đó, cái đó là anh biết sữa gì đâu, cái đó là sữa hột ngà đó, dưới sữa hột gà đó. Ờ, dưới sữa hột gà không, anh thấy nhìn nó giống trái hột gà không? Đúng. Nó đây gọi là sữa hột gà mà ở đây màu trắng, màu trắng hả? Màu trắng, sữa trắng. Dưới sữa tím là dưới sữa kia. Mà đặc biệt là anh Hải của em mà thích, rất là thích ăn vú, vú sữa. À đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều loại vú. Phải đi cái hai cha hai cá là ngoài nha. À đây nè. Con gà nè. Gà nè không biết sao nó cứng cứng nè. Tại vì mới trên cây nó rớt xuống đó cậu ơi. Wow. Đó. Anh
là ngọt lắm đó nha. Lột nó ra rồi banh nó ra, bỏ cho mẹ. Banh từ từ thôi, chứ đừng có banh bự lắm, từ từ. Đây là cách hướng dẫn ăn Campuchia. Ngon mà. Nè, làm miếng đi. Không biết em. Đây, 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 em cầm cho, em cầm cho. Hướng dẫn đi. Rồi, anh. Rồi. Rồi thấy hai vợ chồng rồi. Là đầu tiên xuống đây mà cũng là lần đầu tiên thấy nó được xuống trước mặt mình. Đó. Coi như là cái này là cái kỷ niệm á, kỷ niệm á. Chuyến đi Miami Florida. Nhớ cẩn thận có cái hộp, lấy cái hộp ra, cái hộp nó màu đen nó ăn nguy hiểm á. Rồi đây hai ông bà đến từ Chicago, cách hướng dẫn ăn Campuchia tại vườn luôn. Rồi cảm nhận của anh chị ăn sao anh chị? Nó rất là ngọt không? Ngọt không? Ngọt ha. Đó là Campuchia. Đó là cái gì vậy? Đó là Campuchia. Bảy là bảy nha cho. Chúng ta hai dòng luôn của Úc cả. Ờ ha. Đi đi. Gió đứng Anh Giang. Nó quay lâu rồi quay. Nhanh rồi đó. Hôm nay mới đi đó là Thái này là Hòa Bình đến từ Chicago. Bảy là sáu. Ủa anh Hoàng hả? Tiệm từ chú ở đâu vậy? Vú à? Trẻ. Vú đó, vú vậy mới ngon. Vinh còn mắng cô gái không? Ăn kịp với con luôn.
tôi mới uống này. Chưa mà. Tôi mới uống này nè. Mới uống hả? Ăn mía, uống nước mía nè đó. Vừa ăn trái cây, vừa ăn uống sữa, rồi ăn ổi, rồi ăn đu đủ, ăn các loại luôn. Giờ nó thắt đi hết rồi, còn gia đình của tôi không à? Thắt đi hết trơn à? Đó. Đây có anh Dũng nè, anh Hải nè. Đó, Hải lái xe từ chiều rồi xuống luôn. Đó, đây là anh Dũng. Rồi chút nữa về em chia cho anh Vũ luôn. Chia cho anh Vũ. Rồi chị ông đi. Đi xuống đây. Đây người đẹp đi, đứng vô đây cầm cho. Không bạn trai chứ không xã gì. Bậy. À, ông chủ này nổi tiếng ở trên YouTube của em lắm nha, mười mấy năm á, 11 năm rồi đó. Đó. Lên YouTube và Kiệt Nguyễn là thấy ông chủ 11 năm đó video anh. 11 năm rồi đó, cái video đó còn á. Lâu nó báo lên. Đây. Anh Hải lấy chiếc kia đi im hơn, chiếc này đi nó sốc hơn. Chiếc anh Hải đang đi nè. Đấy. Nhảy chi ra chị hát Campuchia. Không nhưng mà đi ra vườn quay. Ở đâu hái? Từ trên Campuchia, từ trên cây xuống luôn, ăn luôn. Đó. Bây giờ Campuchia. Rồi cả nhà vô đây nè, Campuchia nè. Sao cao quá, sao leo chín? Đó nhà vườn mà. Sao bây giờ hái trên cây xuống đó. Thấy là kẹp bà chủ đi lên hái từ xa bà chủ hái luôn.